đêm nào đi ngủ cũng thấy cơ thể phát ra 5 tín hiệu bạn cần đi khám khẩn cấp để tránh suy thận. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, thận là cơ quan quan trọng của cơ thể. Chức năng cơ bản của nó là sản xuất nước tiểu, lọc chất thải và chất lỏng dư thừa trong máu, điều hòa huyết áp và cân bằng điện giải. Ngoài ra, thận còn giúp tiết ra một số hormone và enzyme để duy trì quá trình trao đổi chất bình thường của con người. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà thận có thể bị tổn thương. Trường hợp nghiêm trọng sẽ gây suy thận, ung thư thận. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm các vấn đề về thận? Trên thực tế, một số dấu hiệu bất thường xảy ra khi ngủ có thể cho thấy thận đang cầu cứu. Bạn nên cảnh giác xem thận có vấn đề hay không và đi khám kịp thời. Nếu 5 điều bất thường này xảy ra khi đang ngủ thì thận đang âm thầm kêu cứu. 1. Đi tiểu nhiều vào ban đêm. Lượng nước tiểu tăng vào ban đêm là triệu chứng suy giảm chức năng thận. Trong trường hợp bình thường, do sự điều hòa của hệ thần kinh nên lượng nước tiểu ban ngày và ban đêm có thể khác nhau. Thông thường lượng nước tiểu ban ngày nhiều, ban đêm ít. Khi thận bị tổn thương lâu ngày, chức năng lọc nước tiểu của thận sẽ bất thường dẫn đến tần suất đi tiểu vào ban đêm tăng cao. Nếu đêm đi tiểu nhiều hơn 3 lần thì bạn cần phải cảnh giác hơn. Ngoài ra, khi mô thận của bệnh nhân bị tổn thương, nước tiểu có bọt, nước tiểu sẫm màu hoặc thậm chí tiểu máu cũng là dấu hiệu cần chú ý. 2. Đau thắt lưng. Hầu hết các cơn đau thắt lưng đều liên quan đến cơ xương, nhưng bệnh thận cũng có thể gây đau thắt lưng. Đau thắt lưng do bệnh thận có đặc điểm là đau nhức hoặc sưng tấy. Ví dụ, khi mắc viêm thận cấp tính, việc căng bao thận sẽ gây đau và khó chịu ở vùng thắt lưng, nhưng cơn đau này âm ỉ. Nếu cơn đau thắt lưng nghiêm trọng xảy ra cùng với các triệu chứng như tiểu máu, nguyên nhân có thể là do sỏi thận hoặc u nang thận đa nang. Tình trạng này thường có thể được chẩn đoán thông qua kiểm tra siêu âm đường tiết niệu. 3. Phù nề cơ thể. Thận là cơ quan chuyển hóa nước. Khi chức năng thận không tốt, nước sẽ bị ứ lại trong cơ thể. Nếu bạn thường xuyên thấy mí mắt, bàn chân, cẳng chân và các bộ phận khác bị phù nề, không thể phục hồi ngay sau khi ấn thì bạn cần xem xét vấn đề về thận. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại vào ban đêm, cộng với ảnh hưởng của hội chứng thận hư có thể dẫn đến ứ nước và phù nề cơ thể rõ rệt khi đi ngủ. 4. Mất ngủ và đổ mồ hôi đêm. Bệnh nhân suy gan, suy thận có thể bị mất ngủ, đổ mồ hôi đêm do khả năng đào thải độc tố kém, dẫn đến thay đổi tính hưng phấn của não. 5. Tê chân tay khi ngủ. Khi thận không khỏe, các chất điện giải như canxi, phốt pho, magie trong cơ thể không thể cân bằng, khiến hàm lượng canxi trong máu giảm và hàm lượng phốt pho tăng cao, gây hạ canxi máu. Các triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến thần kinh và cơ thể, khiến người bệnh cảm thấy tê tay chân. Ngoài ra, khi thận không khỏe, các chất thải của quá trình trao đổi chất như axit uric sẽ lắng đọng ở các khớp, gây ra bệnh viêm khớp và hạn chế vận động. Làm thế nào để bảo vệ thận? 1. Uống lượng nước thích hợp, cứ 2 đến 3 tiếng lại uống một ly nước. Không uống nước trong thời gian dài hoặc uống không đủ nước có thể dẫn đến lượng nước tiểu giảm và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chức năng của thận. 2. Kiểm soát lượng muối ăn vào, không tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày. Quá nhiều muối có thể làm tăng gánh nặng cho thận. 3. Không nhịn tiểu, nhịn tiểu lâu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, tổn thương thận. 4. Hoạt động thường xuyên, ngồi lâu sẽ chèn ép bàng quang, ảnh hưởng đến chức năng thận, gây hại cho sức khỏe thận. 5. Khám sức khỏe định kỳ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ, theo dõi chức năng thận sẽ phát hiện sớm các vấn đề và can thiệp, điều trị sớm. 6. Không lạm dụng thuốc. Lạm dụng thuốc làm tăng nguy cơ tổn thương thận, hãy làm theo lời khuyên và đơn thuốc của bác sĩ. Bảo vệ thận là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Ghi nhớ những kiến thức trên, cộng với áp dụng lối sống năng động,
Thói quen lành mạnh có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh thận và khỏe mạnh hơn. Những triệu chứng của suy thận giai đoạn đầu. Thưa quý vị, theo các bác sĩ, triệu chứng của suy thận giai đoạn đầu rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Vì vậy, chúng ta cần theo dõi những dấu hiệu bất thường của cơ thể để nhận biết bệnh và có phương án điều trị sớm. Sau đây là một số triệu chứng phổ biến của bệnh ở giai đoạn đầu. Cơ thể mệt mỏi, suy nhược, tình trạng suy thận mãn tính thường đi kèm với thiếu máu. Do vậy, người bệnh suy thận thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải dù đã có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Phát ban ngứa ngáy, chức năng thận bị suy giảm ảnh hưởng đến quá trình lọc các chất cặn thải trong máu. Khi các chất độc tích tụ trong cơ thể nhiều sẽ dẫn tới tình nổi mẩn, phát ban, ngứa ngáy trên da mà không rõ nguyên nhân. Những bất thường khi tiểu tiện, khi hoạt động của thận có bất thường sẽ thể hiện đầu tiên ở tình trạng tiểu tiện. Người bệnh suy thận giai đoạn đầu thường có các dấu hiệu rối loạn tiểu tiện, tiểu nhiều bất thường, nước tiểu sẫm màu, có bọt, tiểu ra máu. Khó thở, hơi thở có mùi hôi. Người bệnh suy thận thường bị khó thở do thận hoạt động kém, không thể lọc được các chất thải và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hồng cầu. Điều này làm cơ thể bị ứ dịch, chức năng phổi suy giảm. Lượng hồng cầu giảm cũng khiến quá trình vận chuyển oxy trong máu gặp khó khăn gây khó thở. Bên cạnh việc khó thở, người bệnh sẽ cảm thấy hơi thở của mình có mùi hôi do các chất thải tích tụ trong cơ thể gây hôi miệng. Ngủ ngáy, những rối loạn về hô hấp sẽ gây ra tình trạng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ ở người bệnh suy thận mạn. Đau lưng, đa số người bệnh thận sẽ cảm thấy thường xuyên đau lưng, cơn đau có thể lan ra phía trước vùng hông và chậu. Những thực phẩm gây suy thận cực nhanh khó ai ngờ. Thưa quý vị, uống rượu bia, hút thuốc lá, lạm dụng thuốc kháng sinh, thậm chí là nước có ga, đường có thể gây tổn thương thận mà nhiều người không ngờ tới. Theo thống kê, số bệnh nhân bị suy thận những năm gần đây ngày một tăng. Bệnh nhân suy thận thường đến trong tình trạng chức năng thận suy giảm hoặc đã suy ở giai đoạn cuối. Thói quen lối sống ăn uống không cân đối, rượu bia, thuốc lá, lạm dụng dùng thuốc là một trong những nguyên nhân gây ra tổn thương thận không phục hồi, suy thận mãn tính. Uống rượu bia có thể gây hại cho gan và thận, đặc biệt các loại rượu tự nấu có chứa nhiều độc tố như axit acetic, aldehyde, methanol có thể gây ra ngộ độc. Bệnh nhân bị ngộ độc rượu có thể bị vô niệu do hoại tử ống thận cấp và cuối cùng là suy thận. Thịt, người thường xuyên ăn thịt sẽ có nguy cơ suy thận cao gấp 3 lần những người không ăn. Thay vì thịt, bạn nên ăn nhiều trái cây và rau xanh để bảo vệ hai quả thận. Nước sốt, ẩm thực Việt Nam nổi tiếng về các loại nước chấm và nước sốt. Tuy nhiên, chúng chứa đầy natri, chất gây cao huyết áp và cũng dẫn đến nguy cơ bệnh thận. Nước ngọt có ga, loại đồ uống này chứa nhiều chất rất hại cho sức khỏe. Uống hàng ngày sẽ có nguy cơ mắc chứng proteinuria, hàm lượng protein trong nước tiểu quá nhiều. Trong trường hợp này, sự bài tiết protein trong nước tiểu gia tăng, nghĩa là thận đã bị tổn thương. Đường, nhiều người rất thích ăn đường, nấu canh cũng nêm đường, cháo, hủ tiếu gì cũng thêm đường mà hoàn toàn không biết rằng đường chứa đầy fructose. Việc tiêu thụ quá nhiều đường thúc đẩy sự hình thành acid uric, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận cũng như sức khỏe hệ tim mạch. Đồ uống có cồn, chất cồn có thể khiến bạn bị lắng đọng acid uric trong ống thận gây ra chứng tắc nghẽn ống thận làm tăng nguy cơ suy thận và các bệnh khác về thận. Đồng thời, những độc tố có trong đồ uống có cồn đòi hỏi thận phải làm việc hết công suất để đào thải chúng. Điều này cũng khiến thận của bạn bị quá tải và dễ suy yếu. Thực phẩm chế biến sẵn. Trong thực phẩm chế biến sẵn có rất nhiều chất bảo quản. Khi chất này vào trong cơ thể sẽ tích tụ lại khiến khả năng đào thải độc tố của gan và thận bị quá tải và trở nên vô hiệu hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của gan và thận. Hơn nữa, hay ăn thực phẩm chế biến sẵn, bạn sẽ nạp vào cơ thể một lượng lớn protein, đường fructose.
Những chất này sẽ thúc đẩy sự hình thành axit uric, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các bệnh này có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận cũng như sức khỏe của các cơ quan khác như hệ tim mạch. Thuốc giảm đau. Mỗi khi bị đau đầu, đau bụng kinh, nhiều người thường uống thuốc giảm đau mà không biết việc sử dụng thuốc lâu dài hoặc với liều lượng cao có thể gây tổn hại mô thận, giảm lưu lượng máu đến cơ quan này, từ đó dẫn đến tổn thương hoặc suy thận. Muối. Muối chứa nhiều natri, làm huyết áp của bạn tăng lên. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy hấp thụ lượng muối nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các trường hợp suy thận. Viên uống bổ sung vitamin C. Theo một nghiên cứu, việc tiêu thụ viên uống bổ sung vitamin C hàng ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ bị sỏi thận ở nam giới. Nguyên nhân là do một phần vitamin C cơ thể hấp thụ sẽ được bài tiết ra đường nước tiểu dưới dạng oxalate, một trong những thành phần chính của sỏi thận. Sản phẩm làm sáng da. Hầu hết các sản phẩm làm sáng da đều chứa hydroquinone hoặc thủy ngân. Đây là hai hóa chất chính dẫn đến suy thận và nhiễm độc thủy ngân do lượng kim loại tích lũy dần trong các tế bào da. Lạm dụng đông trùng hạ thảo có thể gây suy thận. Quý vị thân mến, đông y cho rằng đông trùng hạ thảo là một vị thuốc quý hiếm, là vị thuốc cải lão hoàn đồng, hồi xuân sinh lực. Đông trùng hạ thảo từ xưa đã được các bậc vua chúa tin dùng. Đông trùng hạ thảo có vị ngọt, tính ấm, đi vào hai kinh phế và thận, có công năng dưỡng phế, bổ thận, ích tinh, thường được dùng để chữa các bệnh liệt dương, suy giảm ham muốn tình dục, di tinh, xuất tinh sớm. Nhưng không nên tùy tiện sử dụng, bởi những tác dụng của thuốc như vừa nêu nên không thể tự ý khi sử dụng, cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ để bảo đảm được sức khỏe mỗi khi dùng. Cụ thể là đông trùng hạ thảo không thích hợp dùng cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, đông y quan niệm bệnh lý theo âm dương ngũ hành, thuốc đông dược thường sử dụng cũng dựa theo khái niệm này để điều trị. Trẻ em, đặc biệt trẻ từ 5 tuổi trở xuống, theo quan niệm của đông y là cơ thể ở dạng thuần dương vô âm, tức là cơ thể trẻ thường nóng. Nên trong điều trị không nên sử dụng những thuốc bổ có tính ấm nóng, vì nếu sử dụng những thuốc này sẽ làm cho cơ thể trẻ không những không khỏi bệnh mà còn làm cho trẻ trở nên nóng hơn, bệnh nặng hơn. Bởi vậy không nên dùng đông trùng hạ thảo khi sốt. Trẻ em biếng ăn có rất nhiều biện pháp khắc phục, như bạn có thể sử dụng những loại thuốc bổ có tăng cường cung cấp lysin cho trẻ, thay đổi khẩu vị thường xuyên cho trẻ, không nên ép trẻ ăn quá nhiều, bữa ăn không nên kéo dài quá. Nếu lạm dụng đông trùng hạ thảo có thể gây suy thận, nhiều người nghĩ rằng trùng thảo là một viên thuốc ma thuật sẽ giúp cải thiện nhiều chức năng của cơ thể. Y học xác nhận rằng đông trùng hạ thảo thực sự có giá trị chữa bệnh không thể thay thế, như nâng cao khả năng miễn dịch, chống virus hiệu quả. Trong thành phần của đông trùng hạ thảo có các vitamin B1, B2, A, C có tác dụng mạnh mẽ về hiệu quả điều trị bổ trợ cho các bệnh nhân lao, ung thư phổi, hen suyễn, ho. Đông trùng hạ thảo dưới góc nhìn của khoa học hiện đại đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch, tăng khả năng tổng hợp protein, kích thích các tế bào để tăng cường hệ miễn dịch, giúp chống lại bệnh tật. Đông trùng hạ thảo tuy có rất nhiều lợi ích nhưng việc lạm dụng nó cũng sẽ gây ra những phản ứng bất lợi đối với cơ thể con người. Khi hệ miễn dịch của cơ thể bị kích thích quá mức, nó sẽ gây ra rắc rối, chẳng hạn như phát ban, nổi mề đay, còn có thể gây suy thận nghiêm trọng. Không thể dùng đông trùng hạ thảo một cách tùy tiện và nghĩ rằng nó vô hại, cần có hướng dẫn chính xác của bác sĩ. Không ăn trực tiếp, ngay cả phương pháp sử dụng cũng sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Theo khuyến cáo thì việc ăn trực tiếp trùng thảo không thích hợp và không thể mang lại hiệu quả, không những gây lãng phí mà còn trì hoãn hiệu quả điều trị. Mặt khác, trùng thảo chưa được chế biến có chứa nhiều ký sinh trùng có hại cho sức khỏe con người. Có những phương pháp sử dụng đông trùng hạ thảo có lợi cho sự hấp thụ chất dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, như là sắc nước, làm súp hay hầm. Trùng thảo nên được nấu chín trong ít nhất 1 đến 2 giờ. Thời gian quá ngắn hay nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Có thể ngâm trùng thảo với rượu trong vòng 1 tháng và uống.
Trùng thảo có vẻ là một loại thuốc tương đối nhẹ và mất nhiều thời gian để cải thiện sức khỏe. Khi có triệu chứng sốt, cảm lạnh, ho, mọi người không nên tự ý sử dụng mà nên tuân theo chỉ dẫn. Đông trùng hạ thảo mặc dù được coi là thần dược nhưng cũng có mặt hạn chế của nó và có thể gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Đó là chưa nói đến đông trùng hạ thảo bị làm giả còn dẫn đến tiền mất tật mang. Nhân đây cũng xin giới thiệu cách nhận biết đông trùng hạ thảo thật hay giả. Cách phân biệt thật giả. Vì thuốc quý chữa rối loạn tình dục này rất hay bị làm giả. Hàng giả thường được chế bằng thân củ của địa tàm và thảo thạch, thậm chí được làm từ bột ngô, bột mạch hay thạch cao. Quan sát hàng giả sẽ thấy có cạnh gờ hơi cong và số đốt là 3-15, bên ngoài có màu vàng nhạt, dài độ 2-3 cm, đường kính 0,1-1 cm, đặc biệt chất giòn, mặt cắt có màu trắng. Thưa quý vị, phần cuối của video hôm nay, chúng tôi xin gợi ý đến quý vị một số loại rau củ tốt cho sức khỏe, thích hợp với người giảm cân, đặc biệt là chị em phụ nữ trong dịp Tết đến xuân về. Thay cơm bằng 5 loại thực phẩm này, bụng no căng mà mỡ giảm đều. Cơm là thức ăn được nấu ra từ gạo, cơm trắng chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao, cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều cơm trắng có thể khiến mỡ thừa tích tụ và gây tăng cân. Vì vậy, hãy thay thế cơm trắng bằng các loại thực phẩm sau để tăng cường hiệu quả giảm cân. 1. Gạo lứt. Gạo lứt là loại gạo chưa qua chế biến như gạo trắng, vẫn còn giữ nguyên lớp vỏ lụa bên ngoài, chứa nhiều vitamin, đặc biệt là chất xơ, vitamin B1, B2, E, magie, manga, sắt nên tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, gạo lứt dai hơn nên nhai lâu hơn, giúp đạt được mục đích nhai chậm, rất tốt cho việc giảm cân. 2. Yến mạch. Yến mạch là loại hạt nguyên cám được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng. Đây cũng là loại thực phẩm có hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao cùng những khoáng chất tốt cho cơ thể. Đặc biệt, loại thực phẩm này có thể thay thế cơm hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng. Yến mạch giàu chất xơ có khả năng hấp thụ nước, chất này sẽ nở ra trong dạ dày, kéo dài thời gian làm rỗng của dạ dày, do đó tạo cảm giác no lâu, vừa miệng, rất thích hợp cho người muốn giảm cân. 3. Hạt quinoa. Hạt quinoa hay còn được gọi là diêm mạch, đây là một trong những thực phẩm sức khỏe phổ biến nhất được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao. Nó còn là thực phẩm thay thế cho cơm trắng không chứa gluten, hàm lượng protein cao, giàu canxi, sắt, magie, chất xơ và vitamin. Trên thực tế, khi nấu chín 92g quinoa có thể cung cấp 4g protein hoàn chỉnh. Hàm lượng này cao gấp đôi so với khẩu phần gạo trắng. Nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. 4. Khoai lang. Khoai lang được coi là thực phẩm vàng trong công cuộc giảm cân. Đặc biệt, dù năng lượng thấp nhưng trong khoai lang lại giàu chất xơ, khoáng chất, giàu vitamin, beta-carotene, tiền vitamin A, giàu sắt và canxi tạo cho bạn cảm giác no lâu. Bạn có thể sử dụng khoai lang để thay thế cơm trắng trong bữa ăn nhưng cũng đừng quên bổ sung thêm các loại rau, thịt để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể nhé. 5. Súp lơ. Súp lơ là loại thực phẩm thay thế ít carbs và ít calo tuyệt vời cho gạo. Nó có hương vị nhẹ, cũng như kết cấu về bề ngoài tương tự như cơm trắng đã được nấu chín. Một khẩu phần gồm 57g súp lơ nghiền có 13 calo so với 100 calo cùng khẩu phần của gạo trắng. Do súp lơ chứa hàm lượng CARB ít và tạo ra ít calo in vào cơ thể nên nó được trở thành loại thực phẩm thay thế gạo phổ biến cho những người có chế độ ăn kiêng low CARB hay keto. Những loại rau này càng ăn càng béo vì nhiều đường, nhiều calo ngang cơm. Những loại rau này chứa rất nhiều đường và lượng calo ngang với cơm, ăn càng nhiều càng béo mà những người giảm cân cần phải biết. Với bệnh nhân tiểu đường và những người muốn giảm cân, 3 bữa rau mỗi ngày là rất cần thiết. Đặc biệt, phải ăn đúng cách để giúp kiểm soát lượng đường, giảm thèm ăn. Tuy nhiên,
Không phải loại rau của nào cũng thích hợp với đối tượng này. Những loại rau này chứa rất nhiều đường và lượng calo ngang với cơm, ăn càng nhiều càng béo mà những người giảm cân cần phải biết. Sau đây là những loại rau không nên ăn khi giảm cân. Cà rốt. Cà rốt có giá trị GI, chỉ số đường huyết, là 71, khiến chúng trở thành thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Cà rốt còn có hàm lượng năng lượng rất cao. Ăn 100g cà rốt tương đương với ăn 40g cơm hoặc 20g bánh bao hấp. Nếu muốn ăn rau củ, nên chọn củ cải trắng đặc biệt thích hợp với người mắc bệnh tiểu đường. Năng lượng của củ cải trắng thấp hơn nhiều, 100g củ cải trắng chỉ tạo ra 16 kcal năng lượng. Củ sen. Giá trị GI của củ sen không cao lắm nhưng có chứa 11,5% carbohydrate, cung cấp 47 kcal trên 100g. Các loại rau như bắp cải, cải dầu, dưa chuột có ít hơn 20 kcal trên 100g. Vì vậy, bạn không thể tùy tiện ăn củ sen và vì nó giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ, tạo cảm giác no mạnh, có thể thay thế một phần cơm hoặc bánh bao. Khi ăn củ sen nên giảm bớt thực phẩm giàu tinh bột khác. Củ dền. Củ dền tươi thường được sử dụng trong món salad hoặc súp. Củ dền có thể chiết xuất thành đường trắng nên hàm lượng đường và chỉ số đường huyết của loại củ này không thấp. Củ dền còn có hàm lượng năng lượng tương đối cao. Ăn 100g củ dền tương đương với ăn 74g gạo hoặc 37g bánh bao hấp. Ngồng tỏi. Ngồng tỏi là loại rau giàu năng lượng thường bị bỏ qua. Ăn 100g ngồng tỏi tương đương với ăn 56g cơm hoặc 28g bánh bao hấp, giàu năng lượng hơn cà rốt. Đậu tươi. Chẳng hạn như đậu Hà Lan và đậu nành có giá trị dinh dưỡng và năng lượng cao. Đậu Hà Lan có giá trị GI là 48 và 100g có 264 kcal năng lượng. Ăn 100g đậu Hà Lan tương đương với ăn 224g gạo hoặc 112g bánh bao hấp. Trong khi đó, đậu nành có hàm lượng carbohydrate không cao nhưng hàm lượng protein lại cao tới 13,1% nên năng lượng cũng cao. Ăn 100g đậu nành tương đương với việc ăn 111g gạo hoặc 56g bánh bao hấp. Những loại trái cây không nên ăn khi giảm cân. Bên cạnh những loại rau củ không nên ăn khi giảm cân, bạn nên tránh một số loại trái cây chứa nhiều đường và năng lượng sau đây nếu muốn dốc dáng mau thon gọn. Sầu riêng. Ngoài những loại rau củ không nên ăn khi giảm cân chính, bạn cũng cần hạn chế ăn sầu riêng. Mặc dù loại quả này được mệnh danh là vua của các loại trái cây vì chứa nhiều vitamin B, C rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, lượng calo trong sầu riêng rất cao nên những người đang giảm béo cần cân nhắc trước khi sử dụng. Cụ thể, 100g sầu riêng chứa tới 147 kcal và khoảng 5.3g chất béo. Nếu bạn là người yêu thích loại trái cây này thì mỗi lần chỉ nên ăn một muỗng sầu riêng nhỏ, khoảng 2-3 tuần ăn một lần mới đảm bảo được hiệu quả giảm cân. Mít. Mít có mùi thơm dịu, vị ngọt, cắn vào cảm giác rất mềm mại nên được nhiều người ưa thích. Nhưng trong 100g mít lại chứa tới 94 kcal nên những người đang cần giảm cân nên hạn chế ăn. Đặc biệt là món mít sấy thơm ngon lại càng chứa nhiều calo. Vì vậy, nếu bạn không muốn cơ thể tròn trịa thì tốt nhất là hạn chế dùng mít và những món ăn làm từ mít. Xoài chín. Xoài là loại quả có vị chua chua ngọt ngọt rất kích thích vị giác nên được dùng nhiều làm kem, kẹo, bánh. Nhưng trong 100g xoài lại chứa khoảng 120 kcal nên nếu ăn nhiều sẽ làm cân nặng tăng lên đáng kể. Vì lý do này nên xoài được xếp vào danh sách các loại hoa quả cần hạn chế ăn bên cạnh những loại rau củ không nên ăn khi giảm cân. Trái dừa. Mặc dù nước dừa chứa rất ít calo và được khuyến khích sử dụng thường xuyên nhưng cơm dừa lại chứa rất nhiều năng lượng. Trong 100g cơm dừa có thể chứa tới 300 kcal và 29.1g chất béo. Chính vì vậy, nếu bạn muốn có cơ thể gọn gàng thì ngoài những loại rau củ không nên ăn khi giảm cân, bạn cũng cần hạn chế ăn dừa. Dâu tây. Dâu tây có vị chua dịu nhẹ nên được dùng nhiều để làm bánh kem giúp giảm cảm giác ngấy do bơ sữa mang lại. Loại quả này khi ép ra lấy nước uống sẽ giúp nuôi dưỡng da trắng hồng và mềm mại.
Mặc dù dâu tây có calo không cao nhưng lượng đường lại được hấp thụ chậm nên có thể gây tích tụ mỡ thừa khiến cơ thể mập lên. Táo tàu. Mặc dù táo tàu chứa nhiều vitamin, protein và chất xơ bổ dưỡng nhưng lại là một trong loại quả không nên ăn khi giảm cân vì lượng calo cao. Trong 100g táo tàu tươi chứa 122 calo, còn loại táo tàu sấy khô có calo lên tới 247. Bởi thế nếu bạn muốn sở hữu vóc dáng thanh mảnh thì nên tránh dùng món ăn này. Bơ tươi. Quả bơ tươi được sử dụng phổ biến để làm salad và các loại sốt trộn đồ ăn vì có vị béo bùi rất hấp dẫn. Nhưng nếu bạn đang giảm cân thì cần cân nhắc ăn loại quả này vì 100g bơ chứa tới 160 calo và 14.7g chất béo nên rất dễ khiến cơ thể bị dư thừa năng lượng dẫn tới tích mỡ. Các loại hoa quả sấy. Các loại trái cây sấy khô thường được tẩm ướp thêm gia vị nên mùi vị rất hấp dẫn. Mặc dù đây là món ăn giặt được rất nhiều người yêu thích nhưng lượng calo lại rất cao nên rất dễ khiến bạn bị mập. Theo thông tin từ một số đơn vị chế biến đồ ăn thì một cốc nho khô có mức năng lượng lên tới 500 calo. Một cốc mận khô chứa tới 447 calo. 100g mơ khô chứa tới 241 calo. 100g chà là chứa 281 calo. 100g chuối sấy chứa 518 calo. Từ những thông tin về hàm lượng calo trên, các loại hoa quả sấy khô được liệt kê vào danh sách những loại hoa quả không nên ăn khi giảm cân. Nếu muốn ăn, bạn nên dùng một lượng cực kỳ nhỏ để đảm bảo cơ thể không bị dư thừa năng lượng dẫn tới tích tụ mỡ dưới da. Chuối chín. Chuối là loại thực phẩm chứa nhiều năng lượng, 100g chuối chứa tới 88.7 calo. Đây chính là lý do vì sao loại quả này xuất hiện trong các bữa ăn phụ của gym trước khi tập luyện. Chỉ cần một trái chuối là cơ thể sẽ được bổ sung đủ năng lượng cho một buổi tập. Do vậy, nếu bạn không thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì nên hạn chế ăn loại quả này. 5 loại rau củ bị xếp vào danh sách vua thối gan, còn ăn đừng trách gan sớm hỏng. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, không chỉ rượu, bia mới làm hại gan, ăn rau sai cách cũng không khác gì tự đầu độc gan. Những loại rau củ tự nhiên vốn là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, không phải tất cả đều lành mạnh và có lợi cho cơ thể nếu ăn quá mức. Trong xã hội ngày nay, khi lối sống người dân ngày càng hiện đại và ưa chuộng ăn uống nhanh chóng, việc tiêu thụ quá mức một số loại rau củ có thể gây hại đến sức khỏe, đặc biệt là đối với gan, cơ quan chịu trách nhiệm vô cùng quan trọng trong quá trình lọc và loại bỏ độc tố từ cơ thể. Bài viết này sẽ giúp quý vị đề cập đến 5 loại rau củ phổ biến mà nếu ăn nhiều có thể tích tụ độc dược, ảnh hưởng đến chức năng gan và gợi ra những cảnh báo cần thiết để mọi người có thể duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối. 1. Cà chua xanh. Cà chua chín thường có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng cà chua còn xanh, chưa chín hoàn toàn lại rất hại sức khỏe, nhất là với gan. Bởi chúng chứa số lượng lớn các yếu tố alkaloid, đặc biệt là chất độc chất solanin. Chất này ảnh hưởng rất xấu tới gan và dạ dày của con người bởi sau khi vào cơ thể, dạ dày phải tiêu hóa chúng còn gan là cơ quan phân hủy chất độc, trao đổi chất. Lâu ngày dẫn tới suy giảm chức năng gan, bệnh gan, bao gồm cả ung thư gan. Cà chua xanh cũng gây ngộ độc. Nếu ăn với lượng nhỏ có thể gây khó chịu, còn lặp lại thường xuyên hoặc ăn lượng lớn cùng lúc có thể gây ngộ độc nguy hiểm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác, thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. May mắn là các chất độc hại trong cà chua sẽ giảm dần và sẽ biến mất khi cà chua chín đỏ. Vì vậy, tốt nhất hãy chờ chúng chín kỹ mới ăn để bảo vệ sức khỏe nhé. 2. Ăn quá nhiều rau củ muối chua. Việc sử dụng rau củ muối chua như dạng đồ ăn kèm rất phổ biến ở các nước châu Á. Không chỉ vì thói quen, mà các món này còn giúp bữa ăn đa dạng hơn, kích thích ngon miệng và bớt ngán thịt cá hơn. Tuy nhiên, trong quá trình muối chua hay lên men sẽ hình thành nitrit,
Đây là thành phần nguy hiểm nằm trong danh sách đen gây ung thư gan và các cơ quan nội tạng khác. Một số rau củ khi muối còn hình thành men tiêu hóa quá cao, tính axit mạnh. Vì vậy, chúng ta chỉ nên ăn ít, vừa phải và lựa chọn rau củ muối hợp vệ sinh, biết rõ nguồn gốc. Cũng không nên uống nước muối rau củ và không ăn rau củ muối sổi, chín quá kỹ. 3. Mộc nhĩ ngâm quá lâu. Mộc nhĩ chứa nhiều chất dinh dưỡng và được nhiều người yêu thích, nhưng không cẩn thận có thể khiến thành thuốc độc hại gan. Bản thân mộc nhĩ khô không có độc, nhưng nếu ngâm quá lâu, nhất là quá 8 tiếng hoặc để qua đêm thì rất dễ bị biến chất, tạo môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển, sinh ra độc tố gây ngộ độc. Loại vi khuẩn trong mộc nhĩ có thể sản sinh ra chất độc cực mạnh BKA và chất gây ung thư hàng đầu aflatoxin, nhất là ung thư gan. Các chất này không dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, chính vì thế dù thức ăn đã được nấu chín hoàn toàn cũng sẽ không thể tiêu diệt được hết độc tố. Triệu chứng ngộ độc thông thường là đau bụng, đầy hơi, buồn nôn và nôn mửa, nặng hơn sẽ dẫn đến suy đa cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, y học hiện tại chưa có thuốc giải độc đặc hiệu nên tỷ lệ tử vong cao tới 50%. Để bảo vệ sức khỏe, hãy rửa sạch bề mặt trước khi ngâm và chỉ nên ngâm mộc nhĩ trong nước ấm hoặc nước lạnh trong thời gian từ 15 đến 20 phút. Ngoài ra, không nên ăn mộc nhĩ tươi vì chúng chứa chất morpholine, sau khi ăn rất dễ gây ngứa ngáy, phù nề, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến hoại tử da cùng nhiều dị ứng khác. 4. Ăn nhiều giá đỗ không rễ. Mặc dù giá đỗ không rễ trông trắng nõn, bụ bẫm và rất ngon, thậm chí giá rẻ hơn nhưng không tốt cho sức khỏe. Loại giá đỗ này được trồng bằng cách ngâm trong nước, sử dụng thuốc kích thích để tăng trưởng, trong thời gian siêu ngắn có thể được thu hoạch. Nhờ đó có thể đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho người sản xuất. Nhưng trong quá trình này, chúng sẽ hấp thụ chất độc, lại bị kích thích hóa học quá mức có thể gây biến đổi tế bào. Nếu ăn vào sẽ khiến cơ thể tích tụ chất độc, gan làm việc quá sức và tổn thương. Lâu ngày còn có thể hình thành tế bào ung thư gan. Do đó, bạn nên ăn chúng càng ít càng tốt, hoặc tốt nhất là loại thực phẩm này ra khỏi bữa ăn hàng ngày nếu muốn gan khỏe mạnh. 5. Các loại đậu nấu chưa chín hẳn. Các loại họ đậu giá rẻ, đa dạng, tốt cho sức khỏe nhưng nếu nấu chưa chín kỹ có thể trở nên độc chẳng kém gì thạch tín. Bởi chúng chứa một số chất như phytohemagglutinin, độc tố glycoside, chất ức chế protease, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là gan và dạ dày. Dù nấu chín kỹ có thể không hợp khẩu vị của những người thích ăn món đậu giòn, tái để thơm mùi đậu và ngọt hơn nhưng lại giúp bảo vệ lá gan. Bởi đậu chưa nấu chín có chứa saponin và lectin gây tổn thương gan. Nếu dùng lâu dài với lượng lớn dễ dẫn đến tổn thương chức năng gan, gây bệnh về gan. Ngoài ra, bản thân thực phẩm họ đậu nói chung khi nấu chưa chín kỹ đều có thể gây ngộ độc từ nhẹ tới nghiêm trọng. Các triệu chứng ngộ độc bao gồm trướng bụng, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí nặng hơn là gây chóng mặt, nhức đầu, đổ mồ hôi lạnh, tê bì chân tay và các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh khác. Thưa quý vị, trong những bệnh tổn thương gan thì gan nhiễm mỡ là một bệnh không lây rất thường gặp. Nguyên nhân phổ biến nhất của gan nhiễm mỡ là uống quá nhiều rượu bia, đồ uống có cồn, cơ thể tiêu thụ nhiều chất độc hại. Ngoài ra, bệnh còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, sụt cân quá nhanh, đa nang buồng trứng, suy giáp, ngưng thở khi ngủ, suy tuyến yên, thiểu năng sinh dục, các túi mật. Người bệnh gan nhiễm mỡ đôi khi có cảm giác nặng tức vùng bụng trên, khám lâm sàng ghi nhận kích thước gan to. Tuy nhiên, đa số trường hợp không thấy biểu hiện gì bất thường. Siêu âm ổ bụng là phương pháp nhanh chóng, đơn giản, không xâm lấn để chẩn đoán gan nhiễm mỡ. Nếu nghi ngờ xơ gan, người bệnh có thể được chỉ định làm siêu âm đo độ đàn hồi gan. Theo y học cổ truyền, các biểu hiện của gan nhiễm mỡ được mô tả trong phạm vi các chứng bệnh huyễn dựng, đàm ẩm, đầu thống, ma mộc, hung tý.
nguyên nhân do cảm phái thấp nhiệt tà khiến can khí uất kết không sơ tiết được, hoặc do ăn uống thất điều, lao lực quá mức kết hợp uống rượu khiến cho công năng vận hóa của tỳ bị ảnh hưởng, thủy dịch đình động mà sinh thấp quá nhiệt. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị 9 bài thuốc dân gian đã được ghi nhận hiệu quả hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, với thành phần gồm các dược liệu có tác dụng sơ can, kiện tỳ, thanh lợi thấp nhiệt. 1. Bài thuốc từ giảo cổ lam hỗ trợ trị gan nhiễm mỡ. Cách làm: mỗi ngày lấy khoảng 30g đến 40g giảo cổ lam đã phơi khô đem hãm trà, hoặc có thể chia ra làm 3 lần hãm, mỗi lần khoảng 10 giờ. Nên uống trà ấm nóng. Công dụng: giảo cổ lam có tác dụng ngăn ngừa quá trình tích tụ mỡ tại gan, chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa tổn thương gan do nhiễm mỡ. 2. Bài thuốc từ lá sen. Cách làm: lấy khoảng 50g lá sen khô và 50g lá trà xanh nấu với 1 lít nước dùng để uống trong ngày. Công dụng: lá sen và lá trà xanh đều có tác dụng chống oxy hóa, giúp làm giảm cholesterol trong máu, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, cải thiện chức năng gan. 3. Bài thuốc từ cây chó đẻ, diệp hạ châu. Cách làm: lấy phần thân, lá cây đem phơi khô và bảo quản cẩn thận để sử dụng lâu dài. Mỗi ngày, lấy một nắm cây chó đẻ đem sao khô, sắc lấy nước dùng trong ngày, có thể thêm đường cho dễ uống. Để bài thuốc phát huy hiệu quả tốt hơn, có thể cho thêm cây nhân trần và cây giọng cách vào hãm cùng. Công dụng: cây chó đẻ giúp giải độc, bảo vệ gan, kích thích tiêu hóa, giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. 4. Bài thuốc từ khổ qua. Cách làm: sử dụng khổ qua để chế biến thành các món ăn hàng ngày, hoặc ép lấy nước uống, hoặc cho vào ấm hãm với nước nóng một nắm khổ qua đã sao khô uống 2 đến 3 lần mỗi ngày. Công dụng: chất xơ trong khổ qua giúp ức chế hấp thu cholesterol vào trong máu, hỗ trợ tăng cường chức năng gan, tăng khả năng đào thải mỡ khỏi gan và cải thiện men gan. 5. Bài thuốc từ lô hội. Cách làm: lá lô hội 100g rửa sạch, dùng phần gieo bên trong đem ép lấy nước cốt. Pha nước này với 200ml nước lọc và 2 muỗng mật ong nguyên chất để uống trong ngày. Công dụng: các thành phần trong cây lô hội có khả năng thanh nhiệt, giải độc, giúp hạ mỡ máu và mỡ trong gan, ổn định huyết áp, ngăn ngừa xơ giữa động mạch. 6. Bài thuốc chữa gan nhiễm mỡ từ atiso. Trước đây dân gian đã lưu truyền phương pháp sử dụng atiso như một loại trà để uống có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan. Hiện nay atiso cũng là thành phần chính trong nhiều sản phẩm và bài thuốc hỗ trợ bảo vệ chức năng gan. Atiso có chứa cynurin và silymarin, hai chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ gốc tự do gây phá hủy tế bào gan, phục hồi những tế bào gan tổn thương. Đồng thời chúng còn giúp tăng cường thải độc gan, cân bằng lượng mỡ thừa, giúp việc điều trị gan nhiễm mỡ đạt kết quả tốt hơn, ngăn ngừa các biến chứng thành xơ gan, viêm gan. Để sử dụng atiso chữa gan nhiễm mỡ, bạn chỉ cần hãm như một loại trà để uống hàng ngày. Cách làm: lấy một nửa hoa atiso khô, rửa sạch, để ráo, đun với 1 đến 2 lít nước, để sôi khoảng 5 đến 10 phút. Chắc nước ra để nguội là có thể dùng ngay. Có thể cho thêm một ít đường phèn khi đun nếu muốn uống ngọt. Lưu ý trong atiso có khả năng lợi tiểu và chứa hàm lượng sắt cao. Dùng quá nhiều có thể gây mất cân bằng điện giải và thừa sắt, nhưng thiếu các nguyên tố vi lượng khác, gây chán ăn, buồn nôn. Vì thế sử dụng phải có liều lượng nhất định. Mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 2 tách trà atiso là đủ. 7. Bài thuốc chữa gan nhiễm mỡ từ nấm linh chi. Nấm linh chi có chứa nhiều thành phần dược chất quan trọng cùng các vitamin và khoáng chất có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ và phục hồi những tế bào bị tổn thương. Đặc biệt chúng còn giúp làm giảm cholesterol và triglyceride trong máu cũng như trong các tế bào gan. Chúng cũng giúp tăng cường thanh lọc, đào thải độc tố, giảm gánh nặng cho gan, giúp cho các tế bào gan có thời gian để tái tạo và phục hồi. Nấm linh chi có nhiều loại,
Trong đó loại dùng để chữa gan nhiễm mỡ được xem là hiệu quả nhất là nấm liêm xanh. Bài thuốc sử dụng nấm linh chi chữa bệnh gan nhiễm mỡ như sau. Cách 1. Chuẩn bị 10 gram nấm linh chi, 3 lát cam thảo. Cho tất cả nguyên liệu vào trong 1 lít nước sôi, đậy kín trong 15 phút cho các tinh chất tan hết trong nước, dùng uống hết dần trong ngày. Cách 2. Chuẩn bị nấm liêm xanh 10 gram, 4 bông atiso, 3 gram cam thảo. Nấm liêm xanh và hoa atiso thái nhỏ, cho tất cả vào nồi, đun cùng với 200ml nước để sôi trong 15 phút. Rót nước ra bát uống hết. Tiếp tục sử dụng đun lần 2 với 100ml nước và uống hết trong ngày. 8. Bài thuốc chữa gan nhiễm mỡ cà gai leo. Cà gai leo là một trong những loài thảo dược tốt nhất đối với lá gan. Trong thành phần của cà gai leo có chứa rất nhiều các chất có lợi cho sức khỏe: saponin steroid, flavonoid, diogenin, solasodinone. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào gan, vừa giúp thanh nhiệt, giải độc gan. Hoạt chất glyconcaloid trong cà gai leo có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các bệnh lý về gan, nhất là gan nhiễm mỡ và xơ gan. Sử dụng các sản phẩm từ cà gai leo thường xuyên còn giúp phòng ngừa và ngăn chặn virus viêm gan B. Cách dùng cà gai leo chữa gan nhiễm mỡ như sau. Cách 1. Sử dụng 100g cà gai leo khô đun với nước trong 5 đến 10 phút, chắc lấy nước uống hết trong ngày. Bài thuốc này phải áp dụng lâu dài, từ 6 đến 12 tháng mới thấy hiệu quả rõ rệt. Cách 2. Cây cà gai leo 30g, cây xạ đen 40g sắc với 1.5 lít nước. Đun sôi nhỏ lửa các nguyên liệu trong 15 phút và chắc nước uống hàng ngày. Cây cà gai leo khi kết hợp với cây xạ đen sẽ tạo nên bài thuốc quý rất tốt cho gan. Bạn chỉ cần dùng trong thời gian khoảng 2 đến 3 tháng là có tác dụng rõ rệt. 9. Thuốc chữa gan nhiễm mỡ bằng nghệ. Nghệ chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm, chống oxy hóa. Thành phần chính của nghệ curcumin. Chất này giúp giảm nồng độ leptin gây xơ gan và kích thích hoạt động của các tế bào hình sao, làm giảm quá trình hủy hoại gan. Chúng cũng giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và đào thải chất béo, ngăn ngừa chất béo tích tụ trong gan. Là chất chống oxy hóa mạnh, curcumin còn giúp bảo vệ chống lại những gốc tự do hủy hoại tế bào gan. Vì thế, nghệ được xem là nguyên liệu chữa gan nhiễm mỡ và ngăn ngừa các biến chứng do gan nhiễm mỡ. Bài thuốc chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng nghệ như sau. Cách 1. Chuẩn bị tinh bột nghệ vàng 5g, trà khô 2g, cam thảo sao vàng 5g. Cho tất cả nguyên liệu vào ấm hãm với nước đun sôi. Chắc ra lấy nước và cho mật ong vào. Dùng nước này uống thay cho nước lọc trong ngày. Bài thuốc giúp giải độc, tiêu trừ mỡ tích tụ ở gan, đồng thời giúp điều chỉnh rối loạn lipid trong máu hiệu quả. Nên sử dụng đều đặn đến khi lượng mỡ trong gan về chỉ số an toàn. Cách 2. Lấy một cốc nước ấm hoặc sữa nóng, pha thêm 1/2 thìa cà phê tinh bột nghệ rồi khuấy lên cho đều. Uống 2 lần mỗi ngày. Thực hiện đều đặn trong ít nhất 2 tuần để phát huy hiệu quả. 9. Thuốc chữa gan nhiễm mỡ bằng giỏ bưởi. Giỏ bưởi chứa tinh dầu và nhiều dược chất có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe như hoạt huyết, kháng viêm, giảm đau, thông lợi, trừ đờm táo thấp. Vì vậy nó được sử dụng làm vị thuốc chữa nhiều bệnh lý như ho có đờm, ăn không tiêu, đau dạ dày, đầy bụng. Ngoài ra, trong các nghiên cứu gần đây, người ta còn phát hiện một số thành phần trong giỏ bưởi còn rất tốt cho gan. Trong giỏ bưởi có chứa 2,5-3,2% flavonoid toàn phần và vitamin C có thể giúp phòng chống oxy hóa, bảo vệ được tế bào gan, nhuận gan, lợi mật, vì vậy rất tốt cho các bệnh về gan và đồng thời cải thiện tình trạng bệnh gan nhiễm mỡ. Cách trị gan nhiễm mỡ bằng giỏ bưởi như sau. Cách 1. Giỏ bưởi thái sợi, phơi khô. Mỗi khi dùng, bạn lấy 50g nguyên liệu sắc kỹ lấy nước uống trong ngày. Sử dụng hàng ngày tình trạng gan nhiễm mỡ sẽ được cải thiện rõ rệt, hoặc bạn có thể không cần phơi khô. Giỏ bưởi tươi sau khi gọt, thái thành những miếng vừa phải,
cho vào ấm đun cùng 3 bát nước, sử dụng lượng nước này uống hết trong ngày. Cách 2, vỏ bưởi đem thái sợi, sau đó ngâm cùng 1 lít rượu trắng trong 7 đến 10 ngày. Mỗi lần dùng các bạn lấy nửa chén rượu vỏ bưởi để uống. Kiên trì thực hiện sẽ loại bỏ được tận gốc nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ. Thưa quý vị, có thể nói mướp đắng, còn có tên là khổ qua, là loại thực phẩm mát gan, có mặt hầu hết ở các bữa cơm gia đình Việt. Mướp đắng không chỉ là một loại nguyên liệu trong ẩm thực, mà còn có nhiều đặc tính dược lý như thanh nhiệt, giải độc, tiêu khát. Mướp đắng chứa phong phú nhiều loại vitamin và khoáng chất như vitamin C. Tuy nhiên, có một số điểm bạn cần lưu ý khi ăn mướp đắng để tránh gây hại cho cơ thể. Trước khi tìm hiểu mướp đắng đại kỵ với những trường hợp nào, chúng ta cùng xem qua công dụng tuyệt vời của mướp đắng. 1. Kiểm soát đường huyết. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mướp đắng có thể làm gia tăng quá trình chuyển hóa đường gluco trong cơ thể, từ đó giúp làm giảm mức đường trong máu một cách hiệu quả. Để nhận được tối đa những lợi ích sức khỏe mang lại từ loại quả đặc biệt này, bạn có thể pha một ly nước từ mướp đắng và uống nó vào mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu xuất hiện những triệu chứng như tiêu chảy, sốt và đau bụng, bạn nên dừng việc sử dụng mướp đắng lại và tìm đến sự trợ giúp từ bác sĩ. Tốt nhất, trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong chế độ ăn uống, người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng và kiểm tra theo dõi lượng đường huyết thường xuyên để có thể điều chỉnh thuốc cho phù hợp với tình trạng bệnh của mình. 2. Giảm mức cholesterol trong máu. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng việc ăn mướp đắng có thể giúp bạn làm giảm được mức cholesterol trong máu. Thông thường, qua xét nghiệm máu sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán được mức cholesterol cao của bạn. Khi máu tích tụ quá nhiều cholesterol có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc các vấn đề về tim mạch. Chính vì vậy, mướp đắng được coi là một phương thuốc tự nhiên giúp ngăn ngừa những căn bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, bệnh tim và đột quỵ. 3. Mướp đắng giúp bổ gan. Mướp đắng giúp mát gan, bổ gan, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chức năng túi mật. Dùng mướp đắng thường xuyên có thể cải thiện tình trạng táo bón, xơ gan, viêm gan. 4. Mướp đắng có khả năng chống ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy. Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư. Mướp đắng đã được chứng minh có tác dụng làm gián đoạn việc sản xuất đường, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy. Nó cũng có thể ức chế tế bào ung thư khác trong gan, đại tràng, vú hoặc tuyến tiền liệt. 5. Giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh là quan trọng cho việc chống nhiễm trùng và bệnh tật. Mướp đắng giúp ngăn ngừa cảm lạnh và có lợi cho hệ tiêu hóa. Nó còn giúp ngăn chặn hoặc hạn chế dị ứng thực phẩm, loại bỏ các bệnh nhiễm trùng nấm men tự nhiên. Một lợi ích khác là giúp điều trị chứng trào ngược axit và chứng khó tiêu. Những người sau cần rất thận trọng khi ăn mướp đắng. 1. Người có vấn đề về hệ tiêu hóa, ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, song nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật, enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. 2. Phụ nữ mang thai và cho con bú, nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai, dẫn đến sinh non. Đồng thời mướp đắng có khả năng gây đột biến gen. Vì thế, phụ nữ có thai không nên sử dụng mướp đắng, nhất là khi mang thai ở giai đoạn đầu. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng, vì trong loại quả này có một số thành phần mang độc tính nhẹ có thể được truyền qua sữa mẹ. Độc tính này không gây ảnh hưởng ở người lớn, nhưng lại có vấn đề với trẻ em, vì vậy rất cần thận trọng khi sử dụng. 3. Người bị bệnh gan, thận, mướp đắng rất khó tiêu, có thể gây đầy hơi nên người bị bệnh gan và thận cần tránh ăn loại quả này. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, cũng nên tránh xa loại rau có vị đắng này. 4.
Người thiếu canxi không nên ăn. Mướp đắng có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng không phải ai cũng thích hợp ăn. Người bị thiếu canxi không được ăn mướp đắng. Nếu ăn mướp đắng thì tình trạng thiếu canxi sẽ ngày càng nghiêm trọng. Trong mướp đắng có chứa một loại chất đặc biệt, sau khi vào cơ thể người sẽ phản ứng với canxi, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Nếu cơ thể thiếu canxi trầm trọng sẽ dễ dẫn đến loãng xương, không có lợi cho sức khỏe của xương. 5. Người bị đường huyết thấp, thành phần tạo ra tính hạ đường trong mướp đắng gồm charantin, polypeptide P và glycine. Cơ chế tác dụng bao gồm giảm đường huyết và cải thiện dung nạp gluco. Nghiên cứu hạ đường ở thú vật được thực hiện ở chuột và thỏ cải thiện dung nạp gluco, giữ được tính hạ đường sau khi ngưng dùng mướp đắng 15 ngày đồng thời giảm luôn cholesterol. Một báo cáo cho thấy mướp đắng làm chậm tiến trình bệnh võng mạc, biến chứng bệnh tiểu đường ở chuột bị tiểu đường khi uống cao quả mướp đắng. Nhưng ít nhất cũng có một nghiên cứu trên động vật không thấy tác dụng hạ đường ở chuột bị bệnh tiểu đường khi cho uống dạng bào chế đông khô mướp đắng trong 6 tuần. Thưa quý vị, một loại thực phẩm quen thuộc khác cũng được nhiều nhà lựa chọn mát gan, thải độc tố đó chính là cà chua. Cà chua chứa nhiều dưỡng chất cực tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn sai cách hoặc với một số người, ăn cà chua lại có thể khiến bệnh tình nặng thêm, thậm chí gây nguy hại cho sức khỏe. Trong thành phần của cà chua có chứa nhiều chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe như vitamin A, B6, C, đặc biệt là các chất folate, lycopene, carotene, manga, magie, phốt pho và protein. Vì vậy, cà chua mang đến nhiều công dụng như tốt cho đôi mắt. Hàm lượng vitamin A có trong cà chua sẽ giúp nâng cao thị lực đôi mắt, đồng thời phòng ngừa chứng thoái hóa điểm vàng và mù mắt ban đêm. Bảo vệ sức khỏe tim mạch, chất lycopene có trong cà chua có khả năng giúp đẩy lùi huyết thanh oxy hóa lipid, gây ức chế lượng cholesterol ở trong màng tế bào, làm cho hàm lượng này và triglyceride có nồng độ thấp trong máu, từ đó giúp phòng chống các vấn đề cho tim mạch. Hỗ trợ điều trị cao huyết áp, hàm lượng kali có trong cà chua có khả năng giúp làm giảm mạch, giảm áp suất trong động mạch, đồng thời hỗ trợ sự tuần hoàn lên tim, loại bỏ cao huyết áp. Tốt cho tiêu hóa, lượng chất xơ trong cà chua cũng sẽ giúp kích thích quá trình chuyển động cơ, từ đó sẽ giải phóng chất lỏng dạ dày và tiêu hóa. Bên cạnh đó, chất xơ này còn đẩy lùi tình trạng táo bón và cải thiện tổng thể đường ruột. Chống oxy hóa và ung thư. Trong thành phần của cà chua có chứa hàm lượng lycopene và vitamin A được chứng minh có lợi ích chống lại oxy hóa và các loại ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt, trực tràng và dạ dày. Ngoài ra, hàm lượng nước cao có trong cà chua còn giúp kích thích tiểu tiện, loại bỏ độc tố, giảm tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu và phòng chống ung thư bàng quang. Nhưng một số trường hợp sau có thể nói là đại kỵ, cần lưu ý khi ăn cà chua. 1. Người bị dạ dày. Cà chua rất chua và có thể gây ợ nóng ở những người có vấn đề về dạ dày như viêm dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Ngay cả khi bạn khỏe mạnh thì việc ăn quá nhiều cà chua sẽ dẫn đến các vấn đề về dạ dày. 2. Người bị bệnh tự miễn. Cà chua là một phần của một nhóm thực vật được gọi là NIHUS. Các alkaloid có thể làm nặng thêm tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt xấu đối với những người mắc các bệnh tự miễn. Do đó nếu mắc hội chứng này, bạn nên loại bỏ cà chua khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. 3. Người bị bệnh thận. Cà chua không chỉ gây hiện tượng tích tụ canxi trong cơ thể mà còn giàu chất oxalate, một chất không được chuyển hóa dễ dàng khi tiêu thụ quá mức, và nó có thể dẫn đến sỏi thận. Cà chua cũng rất giàu kali, có thể làm suy giảm chức năng thận. Nếu bạn đã bị các vấn đề về thận, hãy chú ý khi ăn cà chua. 4. Người hay bị dị ứng. Cà chua chứa một hợp chất gọi là histamine giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại vi khuẩn, virus. Điều này thường xuất hiện dưới dạng các phản ứng dị ứng như phát ban và sưng lưỡi. Đối với những người đã được chẩn đoán là dị ứng với cà chua, những triệu chứng đó có thể còn nghiêm trọng hơn. 5.
người bị hội chứng ruột kích thích. Nếu bạn bị hội chứng ruột kích thích thì không nên ăn cà chua vì chúng có thể gây tiêu chảy, chuột rút, đầy hơi và táo bón. 6. Người bị các vấn đề về tiết niệu. Thực phẩm có nhiều axit như cà chua có thể gây kích thích bàng quang. Nếu bạn mắc các bệnh về đường tiết niệu thì nên hạn chế ăn loại thực phẩm này. 7. Ăn cà chua khi đói. Cà chua chứa nhiều vitamin C, ăn khi đói dễ gây ảnh hưởng đến dạ dày. Bên cạnh đó, chất pectin và nhựa phenolic trong loại quả này có thể phản ứng với axit, tác động không tốt đến hệ tiêu hóa. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây tình trạng nôn mửa, đau bụng dẫn đến ngộ độc. 8. Gây hội chứng đổi màu da. Lycopene là một loại sắc tố có trong cà chua và các loại thực phẩm khác. Khi được tiêu thụ với số lượng phù hợp, chất này rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá nhiều cà chua sẽ gây hiện tượng đổi màu da được gọi là lycopnodermia. 9. Ăn cà chua xanh. Cà chua xanh chứa lượng lớn alkaloid, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh gồm buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vì thế, bạn tuyệt đối không nên ăn các loại cà chua xanh, cà chua chưa chín kỹ kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. 10. Ăn quá nhiều cà chua. Việc ăn quá nhiều cà chua có thể khiến bạn bị khó tiêu, về lâu dài sẽ dẫn đến các bệnh nghiêm trọng, gây đau dạ dày và bí khí. Ngoài ra, ăn nhiều cà chua còn dễ gây viêm loét dạ dày tá tràng. Tốt nhất bạn không nên ăn quá nhiều cà chua, chỉ dùng một lượng vừa đủ. 11. Ăn nhiều hạt cà chua. Hạt cà chua không hề được tiêu hóa khi hấp thu vào dạ dày của chúng ta. Nếu chúng ta ăn quá nhiều trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, hạt cà chua có thể lọt vào ruột thừa, dễ gây viêm ruột thừa. 12. Chế biến cà chua bằng nồi nhôm hoặc gan. Hầu hết chảo và nồi được sử dụng để chế biến các món ăn được làm bằng nhôm và gan. Khi chế biến cà chua thì tránh sử dụng nồi và chảo làm bằng hai chất liệu kể trên bởi axit trong cà chua sẽ sinh ra phản ứng hóa học với nhôm hoặc gan. Từ đó làm cho món ăn bị giảm hương vị và mất đi dưỡng chất. 13. Ăn cà chua với dưa chuột hoặc cà rốt. Cà chua và dưa chuột thường được kết hợp chung để làm salad, nhưng trên thực tế, sự kết hợp này là sai lầm vì hai thực phẩm kỵ nhau. Cà chua chứa lượng lớn vitamin C, trong khi dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong cà chua, khiến chúng bị phân hủy không còn tác dụng. Trong khi đó, thành phần enzyme trong cà rốt sẽ phân giải vitamin C có trong cà chua nếu bạn kết hợp cà rốt, khoai tây với cà chua. Thêm nữa, dùng chung cà rốt và cà chua còn làm giảm các thành phần dinh dưỡng của cả hai, khiến món ăn mất chất, kém dinh dưỡng. 14. Ăn cà chua với khoai lang. Khi hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau lại không tốt cho hệ tiêu hóa, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Bởi vì trong khoai lang có hàm lượng tinh bột khá cao, khi đi vào cơ thể sẽ có phản ứng lên men, tạo ra chất có tính axit. Chất này với pectin có trong cà chua sẽ phản ứng với nhau, gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Vì vậy, chúng ta không nên ăn chung cà chua với khoai lang. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.